Có nên thay bồ hơi cho máy cắt cỏ hai thì hay không? Đây là câu hỏi chung của rất nhiều anh em gửi tới mình. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Đối với nòng hơi của máy cắt cỏ hai thì đa số là anh em mua, đa số là máy bãi, một số là máy mới Trung Quốc đấy, hoặc là những cái dòng máy thủy điện Husqvarna các thứ. Thì đối với máy máy bãi máy hai thì đa số là nó đã đều qua sử dụng ở bên Nhật rồi, thì về Việt Nam thì thường là cái thời gian sử dụng còn lại nó không còn được nhiều nữa đấy. Nhưng mà các cái chi tiết kết cấu của máy Nhật thì thường là khi nào nó cũng khá là tốt. Cái bổ hơi là bộ phận hao mòn nên là qua quá trình sử dụng nó bắt buộc sẽ phải hỏng đấy. Thì có nên thay hay không, có nên thay cái bổ hơi mới vào hay không, thì nó còn phụ thuộc vào trong yếu tố ở trong con máy đấy, các cái bộ phận như trục cơ, tay biên các thứ nó còn tốt hay không. Thì khi mà để quyết định có thay không thì người thợ sẽ đánh giá tổng thể cái máy đấy. Nếu bản chất cái máy còn tốt mà nòng hơi hỏng thì theo mình nghĩ, theo quan điểm cá nhân của mình là anh em nên thay. Thay bổ hơi thì anh em có thể lựa chọn những cái dòng hơi nó tốt ở trên thị trường. Thì khi mà thay vào sử dụng tầm từ 2 đến 3 năm là rất là ok. Đấy, còn nếu mà sử dụng biết cách sử dụng và thay những cái dòng hơi tốt nữa thì 4 năm bình thường. Đấy. Thì với cái số tiền bỏ ra thì anh em sử dụng nó sẽ rất là hiệu quả. Còn cái trường hợp mà cái bản chất cái máy nó đã kém rồi ấy, tay biên nó nói chung là mọi thứ nó đã tã hết rồi ấy, thì anh em không nên thay nữa. Bởi vì là thay nòng vào thời gian sau nó lại làm hỏng tiếp cái nòng đấy. Đấy. Thì đấy là cái quan điểm của mình. Ngoài ra thì những cái dòng máy mới, ví dụ như máy Trung Quốc chẳng hạn, anh em mua một con máy 260 Trung Quốc chẳng hạn, thì thường là cái nòng của nó cũng khá là kém, sử dụng là nhanh hỏng. Thì khi mà hỏng hơi thì anh em có thể là mua những cái bộ hơi tốt của những cái hãng sản xuất phụ tùng nó tốt ấy, thì anh em thay vào nó vẫn hiệu quả, nó vẫn là cao cao hơn cả là anh em sử dụng cái nòng zin của cái máy Trung Quốc khi mà mình mua những cái dòng kém chất lượng ấy. Đấy, còn những cái dòng thủy điện thì tất nhiên rồi, anh em nên thay. Đấy, những dòng máy mới thì máy mà chất lượng tốt thì khi mà nó hỏng bổ hơi thì anh em nên kiểm tra các phần còn lại nó đảm bảo thì nên thay. Đấy, thì để giải đáp cho anh em như thế. Trên tay mình đây là bổ hơi của con TU26, nòng 33 ly, lắp được cho T Mitsu TL26 và T Mitsu TL23. Đấy. Thì cái bổ hơi này là hơi ECHO. Có gioăng kèm này, gioăng nòng hơi, gioăng cổ chế đi kèm. Đấy, ngoài ra có piston rồi bi ắc phe bạc đầy đủ. Đấy. Nòng thì khá là đanh, nhìn rất là đẹp. Dòng này thì nó có phôi chung với dòng Genoa. Đấy, thì mình chia sẻ cho anh em trên quan điểm cá nhân của mình. Đấy, thì mọi người có thể cân nhắc để mà thay thế sửa chữa máy của mình làm sao cho nó hiệu quả. Xin chào mọi người nhé.